Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay, Mon và Dung Nam sẽ so sánh với Mon An ở COT Việt Nam và Mon An ở COT Hàn Quốc. Cái nào ngon hơn hoặc là cái nào đặc biệt hơn thì cũng nhận. Một mắt. Có rất nhiều lắm. Xôi mít xúc xích. Ôi, ở Hàn Quốc cái này không khó. À, hồi maskepta. Hồi con là lần sau. Không có hát cũng là ăn được. À, đúng không? À, ok, cảm ơn nha. Ồ. Ok, hôm nay đây này nha. Tôi chụp. Cuối con rất ưng rồi, đúng không? Cuối con lại, cuối con lại. Cuối con lại. Hay quá. Chào các bạn ơi. Mình đến rồi. Bà mua em ăn đồng thôi. Bên sau phong là cháu cởi cả xế. Cháu cởi cả xế. Và ở đây cũng có sốt 24 mà nó cuối cuốn thì ăn thử nha. Oh. Wow. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ở đây bắt sốt vào. Chung. Ồ, mũi lạnh ngon. Có bạc cái thì... Có bạc cái. Một cái là 8.000 bốn. Cũng có cháu. Cũng có... Chắc chắn là được món. Ăn hồi nhé. Cái này là cháu. Hồi cả xế. Thì cháu là một vẻ chứ. Wow, hơi chừng mùa to. Chờ cho sao thì nữa. Oh. Mình cảm thấy là có cái này bỏ với em ăn đồn. Nhưng mà chào có cứng. Thánh có thể được sử. Wow, cái bỏ với em ăn đồn bả chứ. Chẳng ta. Ôi, bố là sơ lô được. Salad가 분들 샐러드가 막 엄청 신선하다 그건 아닌데 분들이다 까이네라 분들 그냥 매워 안 거에 짜오 일 너라 오케이 김치 안 라우토이라 분들 그냥 매 까나 với cả này là ngon rau là ổn định nhưng tất cả là ngon. Mình cũng thích ăn rau thì sản phẩm này phá mới ăn được rau cảm thấy là nó tốt rất hợp lý. Lần này là cuối cùng. Cuối cùng lại, cuối cùng lại, cuối cùng lại. Ok. Dân tuổi nha. Với suất nãy. Mình cảm thấy là sản phẩm ở Bookmark là ngon hơn. Sản phẩm ở cửa hàng tiện lợi. Cái này cũng ở cửa hàng tiện lợi. Theo mình là như vậy. Rồi. Theo mình là như vậy. Theo các bạn nhìn thế nào? Rất tươi. Mình nghĩ là món cá chuẩn món ăn Việt Nam rất tốt rồi. Và cái này không có ở Hàn Quốc. Và món ăn Việt Nam hợp lý và ưng hơn. Thì bây giờ mình cũng rất tò mò về. Thì dạo này mình không thể về hết. Thì mình cũng rất tò mò về sản phẩm Hàn Quốc như thế nào. Đúng là chắc chắn cái này là ngon hơn. 이렇게 합리적이고 맛있는 음식을 한국에서 찾으려면 종나기가 꽤 고생 좀 해야 될 거예요. 종나 빠이 껌밥 껌밥
Dạ. Bây giờ các bạn xem thử món ăn Hàn Quốc nhé. Ok, mình mua về rồi và mình đã mua tonkatsu là thịt heo chiên Hàn Quốc. Và cái này là mình cũng chưa bao giờ thấy món ăn này. Oppokan thì cá chiên bim bim à? Ồ, cá chiên bim bim kiểu vậy. Cái này giống như là snack bim bim. Cá là từ Việt Nam nha. Hello friend. Cái này là 120 ngàn. Và cái này là thật sự mình cũng không biết ở Hàn Quốc rất rẻ mà số lượng nhiều như vậy. Cái này là 800 ngàn, 160 ngàn Việt Nam đồng. Mà một cái nha. À, mình đã rửa tay rồi nha. Sau khi về phải rửa tay nha. 2, 3, 4, 5. 5 cái luôn. Thật sự nhiều. Chắc là hôm nay mình không thể ăn hết được. Mình sẽ ăn thêm một cái sau đó giới thiệu với các bạn nha. Tại vì bây giờ là 10 giờ rồi. Mà nếu ăn cái này thì sẽ đi chạy bộ một tiếng ở ngoài kiểu vậy. Cái này là bim bim thì sau khi ăn mình sẽ ăn thử nha. Mà nếu các bạn ăn chuyên thì ăn nhiều thì sẽ chán. Thì còn cái gì? Còn cái gì nữa? Là từ ít nha. Cái này không có calorie thì có thể ăn nhiều được nha. Oh shit. Tất nhiên ăn chuyên thì phải uống Coca. Cái đó là cider, giống như Sprite mà không có được. Thật sự 5 cái mà 160 ngàn thì rất rẻ. Nếu mà các bạn ở Hàn Quốc đã đi nhà hàng chuyên heo thì một phần là tất nhiên là rất lớn, mà một phần là khoảng 200 ngàn. 160 ngàn như vậy mà cái này là 5 cái nha. Thịt heo Hàn Quốc. You serious? Ở Hàn Quốc siêu thị nên giống như là của công ty lớn, công ty của Lotte hay là siêu thị của công ty lớn, mà HomePlus là duy nhất ở Hàn Quốc chỉ có siêu thị, tên là HomePlus là nhà thêm. Kì vậy, ngon. Từng ít nha. What? Và nếu cái này là không phải là bí mật mà là một cái thiết lập tiếng Việt là tiểu tiết hả? Nguyên lời. Ai nhớ rằng một cái tiếp nha là nếu các bạn đi HomePlus sau khi 10 giờ thì có thể mua món ăn rẻ hơn. Nếu các bạn có cơ hội hay là có thể đi Hàn Quốc được thì ăn ở đó nha. Mà mình chưa thấy ở cốt mắt có món hàng kiểu vậy, sản phẩm của siêu thị kiểu vậy. Có không? Mình đã đi cốt mắt, đã đi nhiều lần cốt mắt mà đã đi khu vực khác, quần khác là 4 năm siêu thị kiểu vậy. Mà mình
cho thấy chắc vậy. Hắn còn có không? Ăn sung lắc có không? Stop it. Các bạn ăn không sao đó làm gì? Đúng rồi, sẽ ăn kem hay là bim bim nè. Ok, cái này rất hợp với bia hay là rượu kiểu vậy. Chắc vậy, mình không rượu thì không biết. Mùi giống như cà ran. Cái này hương vị món ăn ngày xưa bán ở đằng trước cấp 2, cấp 3 kiểu vậy. Món ăn bim bim mà chắc là ở Việt Nam cũng có. Ở đằng trước có cấp 2 hay là cấp 3 thì bán những món ăn rất rẻ mà không tốt cho sức khỏe mà ngon thì ăn mà bố mẹ chửi. Nếu mà ăn cơ bố mẹ cơ biết ăn những bim bim đó thì sẽ chửi vì cái đó không tốt cho sức khỏe mà hưng vị kiểu vậy. Hiểu không? Hiểu được không? Cảm thấy là mà cơ thể nói là cái này không tốt kiểu vậy nhỉ. Ok, món đã ăn hết rồi. Cảm ơn các bạn. Món là chung là của Niên Trang Trại Hàn Quốc. Xin chào các bạn ơi. Món sẽ đi thăm một cái món của anh bài. Đi thôi nhé. Và đây là food court. Wow. Chắc chắn cái này ở Hàn Quốc cũng có. Mơ yêu ngàn đồng. Cũng có salad. Wow. Giờ ở Hàn Quốc cái này cũng có. Có một con. Tất cả là món ăn sao không như vậy. Có một cái. Có một cái đó. Tóc khô kì, ngon không? Ngon. Ngon hả? Ồ. Cái này là gì? Gà. Gà. Chào các bạn ơi, mình nguôi rồi. Cái này là đặc căng dùng. Thật sự cái này là khá giống nhau ở Hàn Quốc. Nhưng mà ở Việt Nam cái này có chả cá. Chả cá. Mình cảm thấy là cái này hơi khác nhau. Cái này là mặc dù cái này là thịt gà. Nên thấy thịt heo. Nên thấy thịt heo. Mình sẽ ăn trưa núi. Núi. Cái này. Lý do mình đã mua đặc công trọng và núi là mình nghĩ là suốt ngày nhìn thấy rất là ngon. Rất ngon. Nhìn thấy thịt heo. Wow. Rất ngon. Các bạn có thể cảm thấy cái này là nín thơi là rất là cay. Nhưng mà thật là cái này rất là ngọt. Các bạn cũng đã xem video của mình rồi rằng ở lúc tên mang ở siêu thị Việt Nam có rất nhiều loại food court, đúng không? Chả Hàn Quốc như thế nào? Bỏ tay, bỏ tay. Bánh cáo này là nếu chúng mình không sử dụng microwave nhiều lắm thì cái này chắc chắn là không mềm. Nhưng mà mình đã sử dụng microwave đủ rồi thì cái này là ok. Nhưng mà không phải là rất mềm. Không phải là rất mềm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nui. Bình thường là nui phải có một cái sốt. Nhưng mà ở đây không có sốt.
Nhưng mà núi sâu và mới là một ăn đông thì ở Việt Nam tên đứng là lệ hòn đúng không? Nhưng món đã chọn cái này vì ở Hàn Quốc mình chưa bao giờ thấy món ăn như vậy. Một thứ ăn bọn cháu chúng nó cũng không thể tìm thấy món ăn núi như vậy ở Hàn Quốc, chắc chắn là không được. Nhưng mà núi này bây giờ không có sốt thì phải hướng dẫn thì mình nghĩ là mình phải ăn với sốt này. What are you doing? Whoops. Cái này, cái này, cái này rất ngon. Mình đúng rồi. Mình cảm thấy là nếu ăn cái này và cái này cũng nhau thì chắc chắn là ngon hơn. Vậy đây là tốt rồi. Núi sốt này wow fantastic. 진짜로 바꿔놓은 그래서 메뉴 này 특가 sốt như vậy là dĩ nhiên ở Hàn Quốc cũng có. Nhưng mà 이런 껍질이랑 같이 이렇게 사르륵 입에서 녹는 맛은 한국에서는 못 찾았던 것 같아요. 한국 마트에서는 어시우티 한국 먼저 바우저 타이바 안트 닭강정 유벌 이 껍질이 빼놓아야 부아쿠넌. 이것만 먹기에는 좀 달긴 달입니다. 와, 뭐야? 잠깐만. 뉴랑? 존나. 아니, 나 뉴랑? 버터이, 버터이! 와, 꽈뉴, 꽈뉴. 와, 싸움하려고 뭐 넣어? 눈이? 와, 이건 도대체 안 뉴랑? 뭔가, 버터뉴. 다음에 하얀 건 없냐 봐요. 아, 다음에 라면 더. 사실, COT 베트남 Quảng Bình, mình có thể cảm thấy là món ăn này là rất rất đa dạng. OK, các bạn ơi, nếu các bạn cũng biết những món ăn ưng ơn ở COT Việt Nam hoặc là COT Hàn Quốc thì hãy cho chúng mình comment nhiều nhé. OK, các bạn ơi, thì tiếp tục nha, các bạn cũng có thể so sánh với món ăn Hàn Quốc của Trung Nam. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi mua món ăn ở Lotte Mart. Chắc là ở đó thì có nhiều hơn món ăn ngon hơn Home Plus thì thôi. OK, mình mua về rồi. Và ở Lotte Mart mình đã mua chân gà nướng và sambap là cơm mà ăn với rau thì ở Hàn Quốc gọi là sambap. Và cái này là udon. Udon là hải sản cơm với rau thì gọi là udon sambap. Và cái này udon sambap là 200 won. Nhưng mà giảm giá thì 160 won, 8000 won nha. Không phải là vì giảm giá thì mình mua nha, mình muốn giới thiệu thì mua nha. Chân gà thì cái này cũng là 160 won, chắc là hơi cay như vậy. Mình cũng là chưa bao giờ biết ở Lotte Mart có nhiều loại món ăn kiểu vậy. Ở đó có cà ranh, pizza, sushi, món ăn Hàn Quốc, kimbap kiểu vậy. Rất nhiều nha. Và đặc biệt là giá rẻ. Thật sự mua ở siêu thị thì giá rẻ. OK, tôi buồn quá.
Oh. Thơm, mùi, hương vị món ăn Hàn Quốc. Món và đồ. Như này nha. Thế nên là udon, cái này tiếng Việt là gì? Ốp, ốp, đúng rồi. Ốp nha. Mình sẽ ăn thử nha. À, nhưng mà trước khi ăn, mình sẽ ăn trước chân gà. Ở Việt Nam cũng có chân gà. Và mình đã quay video rồi. Mà súp là khác nhau. Ở Việt Nam và Hàn Quốc nhóm nhau là ăn chân gà. Mà súp là khác nhau. Sử dụng nước mắm thì kiểu Việt Nam. Mà sử dụng gochujang hay là cay thì kiểu Hàn Quốc. Và cái này thì chân gà không có xương, không có xương thì có thể ăn hết được nha. Người nói chân gà là tốt cho sức, tốt cho da, thì bảo không cài lắm. Mặc dù muốn là người Hàn Quốc mà mình không nhảy về ăn món ăn cay, mà cái này không cay đúng không? Mà 160 ngàn nhỏ xíu như vậy là cái này đúng rồi, 160 nhỏ xíu như vậy là hơi thấp rồi. Cái là cơm với bắp, cơm bắp rau nha, không phải là rau mà ui nha. Mình sẽ ăn thử nha. Rau, thêm rau, thêm cơm và thêm ốc. Ốc nhiều. Ok. Mình rất cay rồi nha. Cái này hương gì? Chuyện chẳng. Chân răng là món ăn Hàn Quốc truyền thống. Nhưng những nước mắm thì chắc chắn ngôi Hàn Quốc lớn, giống như chú và cô thì sẽ thích món ăn này. Cảm thấy rất khỏe. Ok, thì lần này mình sẽ ăn chân gà xong bắp nha. Chân gà và cơm. Mình đã nói là cái này hình ra mắt mà nhìn nhỏ đáng giá vị ương. Bỏ tay mình yêu Piu Piu nhé. Phải trước khi ăn phải nốt hả? Chắc là mình đã nghe nói nhiều về nhiều người Việt lớn Việt Nam đã đi du lịch Hàn Quốc. Khi du lịch Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc là cảm thấy không có vị gì cả, giống như là không đáng, không ngọt đáng, không vị nhiều, hơi nhẹ, nạt, hơi nạt và hơi chán. Mà chắc là ăn món ăn này thì sẽ thích, bởi vì người trẻ thì thích ngọt hay là pizza, hamburger kiểu vậy. Mà người lớn thì sẽ thích những món ăn như vậy nha. Món ăn truyền thống. Mình giới thiệu nha. Rất maista. Thật sự nha. Cái này anh em chị cô chú già, anh em chị cô chú già trẻ, tất cả mọi người sẽ thích. À, 맛있는 음식을 먹었을 때는 응원 뭐? 응원 응나? 응원 응나 안돼 잘하네
Ok các bạn ơi, mình đã ăn những món ăn mua ở siêu thị. Mình cũng chưa biết ở siêu thị có nhiều món ăn đáng giá nhiều như vậy. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn thì mình cũng có thể biết được. Cảm ơn các bạn nha. Và thì nếu các bạn đồ mơ về Hàn Quốc và Việt Nam cái gì khác nhau và giống nhau thì hãy viết comment nhiều nha. Mình sẽ so sánh với anh Song Lạc nhé. Cảm ơn các bạn muốn là chung là của những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt. Tạm biệt.